Hello, mình là A đây. Sau đây chúng ta cùng là team của bọn mình tìm hiểu về hành trình của chàng trai trẻ Hyakkimaru trong việc tìm kiếm lại 48 phần cơ thể bị phong ấn bởi 48 tên ác quỷ khi mà cậu ấy không hề có mắt cũng như là tứ chi trên cơ thể. Liệu với vô số khiếm khuyết như vậy, cậu có thể chiến thắng trước lũ quỷ hay không? Không vòng vo nữa, hãy cùng theo dõi nhé. Tập 1. Tại tỉnh Kaga, khi mà bầu trời trút xuống một cơn mưa tầm tã, vợ của lãnh chúa Daigo là bà Nunokata đang hạ sinh cho ông ấy một người con đầu lòng. Daigo phía bên ngoài đang nghĩ về việc trước đây khi mà ông ấy đã từ bỏ Đức Phật và chư thần để sa ngã vào quỷ đạo. Do nạn đói và bệnh dịch liên tục quét qua lãnh địa của lãnh chúa khiến cho bao người dân vô tội phải chết, ông ấy đã bắt đầu ký một hiệp ước với thập nhị quỷ là 12 bức tượng quỷ thần trong địa ngục đường. Nếu họ bảo vệ được lãnh thổ của Daigo và cho ông ấy cai trị thiên hạ, lãnh chúa sẽ chấp nhận hiến dâng bất cứ thứ gì mà chúng muốn. Ngay lập tức, một tia sét đã giáng xuống trán của ông ấy tạo nên một vết sẹo hình dấu thập. Khế ước với thập nhị quỷ đã được ký kết. Quay về hiện tại, Nunokata đang cầu xin trước tượng Bồ Tát là hãy bảo vệ cho đứa bé được sinh ra an toàn. Sau khi cậu bé chào đời, tia sét đã giáng xuống lấy đi hết những phần cơ thể của cậu bé. Thứ còn lại trên người cậu chỉ là một đống xương không hơn không kém. Daigo đã cho bà mụ đem đứa bé ra bờ sông dìm chết mặc cho vợ ông khóc lóc cầu xin. Lãnh chúa phát hiện rằng bức tượng Bồ Tát đã bị sét đánh trúng mất đi phần đầu. Bà mụ cho rằng bức tượng ấy đã hy sinh thân mình bảo vệ đứa bé. Bà mụ định dìm chết đứa bé mới sinh nhưng mà khi thấy cậu ấy vẫn còn thoi thóp, bà quyết định đặt cậu bé lên thuyền và phó mặc cho sự may mắn, hy vọng rằng nó sẽ giúp được cậu. Bỗng dưng một tên quỷ đã xuất hiện phía sau và giết chết bà ấy. Một vị hòa thượng mù tên là Biwamaru đã cảm nhận được linh hồn của quỷ dữ. Ông ấy lao đến chỉ với một nhát chém đã tiêu diệt được nó. Tuy không thể nhìn thấy đường nhưng mà ông ấy có thể cảm nhận được ngọn lửa linh hồn trên chiếc thuyền đang sặc mùi những thứ bị nguyền rủa. Hiện tại, lãnh thổ của lãnh chúa Daigo đã hưng thịnh trở lại khi mà nạn đói và dịch bệnh được đẩy lùi như một phép màu vẽ. 16 năm đã trôi qua, không ai biết đứa trẻ năm ấy đã đi vào đâu, còn sống hay là đã chết. Tại một thị trấn nọ, cậu bé tên là Dororo đang bán những món đồ đã trộm được từ phi vụ trước. Ngay lập tức, những người đàn ông bị cậu bé lừa trộm đồ tìm tới để tính sổ nhưng mà Dororo đã nhanh chân chạy thoát. Khi chạy đến bờ suối, cậu đã gặp một chú chó đáng yêu nhưng những người đàn ông đã tìm tới và tẩn cho cậu một trận nhớ đời. Dororo vẫn chưa chịu khuất phục, cậu cầm đá ném làm cho người đàn ông bị thương. Ông ta nổi giận và muốn tìm giết Dororo thì Hyakkimaru, một chàng trai với gương mặt làm bằng gỗ đã xuất hiện. Chàng trai mặt gỗ không hề để ý tới bọn họ mà chỉ thấy được linh hồn của quỷ dữ đang tiến đến. Dororo cũng đã phát hiện ra anh chàng mặt gỗ đang nhìn về phía sau lưng của những người đàn ông. Một tên ác quỷ bùng lầy xuất hiện, nó đã tiêu diệt được những người đàn ông có mặt tại đó trong chớp mắt. Khi mà Dororo rơi vào tình thế nguy hiểm, Hyakkimaru đã tháo cánh tay giả của mình lộ ra một thanh kiếm lao đến giải cứu cho cậu bé. Thần pháp linh hoạt đã giúp cho anh ấy né đòn tấn công của tên quỷ một cách dễ dàng. Một cánh tay giả khác được tháo ra, anh chàng mặt gỗ kích hoạt chế độ song kiếm. Anh không tấn công nó mà chỉ tập trung né đòn khiến cho chiếc cầu bị sập. Tên quỷ xấu số đã chết khi mà chiếc cầu đổ sập xuống. Dororo nhặt hai cánh tay giả trả lại cho ân nhân của mình nhưng mà bất ngờ thay, người của Hyakkimaru đã rung lên khiến cho chiếc mặt nạ rơi ra. Da của anh chàng mặt gỗ phục hồi trở lại sau khi tên quỷ chết đi. Một tia sét đã đánh xuống địa ngục đường, một trong số những bức tượng thập nhị quỷ đã nứt ra khiến cho Daigo nhận ra một điều gì đó chẳng lành. Hiện tại vợ của lãnh chúa Daigo đã có thêm một người con trai khác tên là Tohomaru, nhưng mà mỗi khi trời mưa đổ bà ấy bắt đầu nhớ về người con trai đầu lòng của mình. Tập 2. Từ khi mới sinh ra, Hyakkimaru đã có thể nhìn thấy được ngọn lửa linh hồn của vạn vật. Cậu ấy có thể phân biệt chúng dựa trên màu sắc của ngọn lửa linh hồn để đánh giá nguy hiểm. Để tồn tại đến tận bây giờ, anh chàng mặt gỗ còn sở hữu một giác quan vô cùng nhạy bén và thể chất vượt trội. Lý do duy nhất mà Hyakkimaru để cho Dororo đi theo mình là vì cậu biết được màu sắc linh hồn của cậu bé trộm cắp không bộc lộ sự nguy hiểm. Ngọn lửa linh hồn của cậu bé đối với Hyakkimaru mà nói là linh hồn thứ hai ở bên cạnh cậu ấy. Hôm sau, Dororo cùng với anh chàng mặt gỗ đến một ngôi làng bị quỷ ám. Trên đường đi, Hyakkimaru thấy được một tên quỷ đang theo dõi bọn họ nhưng mà hắn không toát ra lửa đỏ nên là cậu đã bỏ qua cho nó. Khi đến thị trấn, cậu bé trộm cắp đã trổ tài ăn nói của mình thành công chốt kèo tiêu diệt quỷ giúp dân làng. Ông Denkichi mời hai người họ đến gặp trưởng thôn là bà Pandai. Vừa đến nơi, Hyakkimaru đã rút thanh kiếm từ cánh tay ra nhưng mà người dân đã bắt giữ cậu và Dororo đưa đến nhà kho. Tại đây, hòa thượng Biwamaru đã gặp lại Hyakkimaru. Giống như cậu ấy, vị hòa thượng mù này có thể thấy được ngọn lửa linh hồn của mọi sinh vật sống. Ngay sau đó, một tên quái vật xuất hiện. Anh chàng mặt gỗ đã rút kiếm chém nó một nhát và lao thẳng xuống giếng truy sát đến thẳng nhà của trưởng thôn. Biwamaru đã nói cho Dororo hiểu về ngọn lửa linh hồn của bà trưởng thôn. Màu đỏ u tối của máu chính là thứ màu tệ nhất của ngọn lửa linh hồn. Bà Panrai đã hiện hình thành một quỷ thần to lớn, lại quỷ mạnh hơn bất cứ loài nào khác trong quỷ giới. Hikamaru lao đến tấn công dù cho cơ thể bị thương, nhưng mà anh đã thành công rạch ra hai mắt của nó. Ngay lúc đó, ông Denkichi đã ngăn cản anh chàng mặt gỗ để cho tên quỷ thần chạy thoát. Hikamaru đuổi theo nó vào trong rừng, tên quái vật dùng những thanh tre tấn công khiến cậu bé bị thương nghiêm trọng. Ngay lúc cận kề nguy hiểm, một con quỷ khác cầm chiếc chuông đã khiến cho quỷ thần mất tập trung. Nhưng cơ hội này Hikamaru đã thoát ra thành công, tung đòn chí mạng tiêu diệt con quỷ. Tên quỷ cầm chiếc chuông cũng đã biến mất. Ông ấy là người khách bộ hành đầu tiên bị Panrai ăn thịt. Người dân không muốn giết chết tên quỷ thần là vì vị khách bộ hành đầu tiên đã mang đến rất nhiều tiền vàng. Vì lòng tham nên là người dân đã giấu giếm mọi chuyện. Người khách bộ hành khi bị giết đã trở thành quỷ để xua đuổi khách hành hương nhằm bảo vệ họ tránh xa ngôi làng ác độc này. Sau khi rời khỏi làng, Hikamaru đã viết tên mình trên cát cho Dodoro biết. Nhưng mà cậu bé không biết chữ nên đã kêu vị hòa thượng mù đọc giúp. Tao mù mà mày bắt tao đọc giùm mày, có hùng mày. Một bức tượng khác trong thập nhị quỷ nứt ra. Anh chàng mặt gỗ đã được hồi phục lại các dây thần kinh của bản thân khi tiêu diệt được con quỷ thứ hai. Vị hòa thượng mù cũng đã nhớ đến cậu bé ông ấy gặp 16 năm trước đây chính là Hikamaru hiện tại. Tomiba. Khi xưa chiến tranh nổ ra ở khắp nơi khiến máu thấm đẫm trên mặt đất, xác chết nằm la liệt, những tiếng la hét của người còn sống vang vọng khắp bốn hướng. Người đàn ông tên là Yuki khi ấy là một người tìm kiếm những người còn sống sót và giết chết họ trên thập tự giá theo lệnh của lãnh chúa Shiba. Ngay lúc đó, vợ ông chạy đến và chết dưới lưỡi kiếm của quân lính cùng phe. Chứng kiến điều đó khiến ông đau buồn và gieo mình tự sát. Thế nhưng một chiếc thuyền đã cứu được ông, từ đó Yuki trở thành đại y để chuộc lại những tội ác mà mình đã gây ra. Công việc của ông là chữa bệnh và làm cơ thể giả miễn phí cho những người không may mắn. Người dân ở nơi đó cũng rất yêu quý ông ấy vì việc làm cao cả này. Ông có một người đệ tử tên là Kaname. Trước đó khi chỉ là một cậu bé mồ côi, Kaname được Yuki cứu giúp và tặng cho cậu một chiếc chân giả. Để đền ơn, cậu đã ở lại phụ giúp ông làm mọi việc. Trong một ngày mưa, sau khi cứu cho một cậu bé bị đứt cánh tay, vô tình mẹ của cậu bé đã nói cho Kaname biết về quá khứ của Yuki. Ngay sau đó cậu đã tìm đến và biết rằng trước khi trở thành đại y, sư phụ của mình đã từng là một người dưới trướng của lãnh chúa Shiba. Cha của Kaname đã bị giết trên thập tự giá bởi sư phụ của mình năm đó. Bằng tất cả sự căm hờn, cậu đã tính ra tay giết sư phụ để trả thù cho cha, nhưng mà Kaname đã cho sư phụ của mình cơ hội để hoàn thành cánh tay cho đứa trẻ. Vì ân nghĩa đối với Yuki quá lớn nên là cậu để lại chiếc chân giả, cắt đứt tình thầy trò và rời đi. Trong lúc đau buồn đi lang thang, Yuki đã gặp được một cậu bé trơ xương trên chiếc thuyền vẫn còn thoi thóp. Vì thấy cậu bé có một ý chí mạnh mẽ nên là ông đã nhận nuôi cậu bé ấy. 6 năm sau, cậu bé ngày nào cũng đã lớn, đại y đã chế tạo các bộ phận thân thể giả cho cậu bé. Yuki đặt tên cho cậu bé là Hikamaru. Nhưng sau đó ông phát hiện ra sức mạnh phi thường và nghị lực sống của cậu đã thu hút đám quái vật. Để giữ an toàn cho người con nuôi, Yuki đã rèn luyện võ thuật cho cậu ấy để tự bảo vệ bản thân của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, khả năng kiếm thuật của Hikamaru vượt trội hơn bất cứ ai cho dù bị nhiều khiếm khuyết trên cơ thể. Rất nhiều quái vật tìm đến cũng bị cậu tiêu diệt dưới thanh kiếm của mình. Sau một lần cha nuôi chứng kiến Hikamaru tiêu diệt một tên quỷ, chân của cậu đã tự mọc ra. Ông nhận thấy rằng đứa con nuôi đã trở thành khế ước trao đổi với quỷ dữ. Yuki đã chuẩn bị vũ khí để cho Hikamaru có thể tìm lại cơ thể của mình. Trước khi rời đi, ông đã đưa cho cậu bé một vật và tin rằng thứ đó sẽ giúp cậu tìm lại được gia đình của mình. Dù không thể thấy được nhưng mà anh chàng mặt gỗ vẫn cố ghi nhớ khuôn mặt của cha nuôi bằng cách chạm tay lên mặt của ông ấy. Yuki đã rất cảm động vì phải rời xa người con dù không cùng chung huyết thống. Quay lại hiện tại, Dororo cũng đã biết được câu chuyện về Hikamaru. Cậu ấy đã cảm nhận được đau đớn khi dẫm chân vào đống lửa. Hiện tại thì Yuki vẫn đang rong ruổi khắp nơi để chấp phá cho các thi thể không nguyên vẹn. Ông vẫn luôn nhớ đến đứa con nuôi, người đã tiếp thêm nghị lực để giúp bản thân tiếp tục sống. Tập 4. Lần đầu tiên bản thân Hikamaru có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang chảy trên cơ thể của mình. Cô ấy đã hứng chọn cơn mưa một cách đầy hưởng thụ. Một cô gái bán hàng rong tên là Ososhi đã gọi Hikamaru nhưng mà Dororo cho rằng anh ấy không nghe thấy gì cả. Bỗng nhiên một người bị thương từ đâu chạy đến. Anh chàng mặt gỗ cảm nhận được ngọn lửa linh hồn màu đỏ thẫm của thanh kiếm trên tay tên sát nhân nên đã phóng ngay vào rừng. Bên trong khu rừng, Dororo chứng kiến rất nhiều người chết. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến cậu vô cùng sợ hãi. Một người đàn ông xuất hiện và tấn công Hikamaru nhưng mà cậu đã nhanh chóng đỡ đòn được. Cậu ấy tiếp tục lao đến tấn công dồn dập vào người anh chàng mặt gỗ. Tốc độ ra đòn cực nhanh khiến cho cậu bị thương ở mặt. Nhát đâm của ông ấy đã xuyên qua chiếc chân giả của cậu. Lợi dụng tình huống đó, Hikamaru đã hất văng ông ta cùng thanh kiếm xuống đồi. Dororo trong lúc tìm lại chân cho anh chàng mặt gỗ đã bị thanh kiếm nguyền rủa điều khiển. Ososhi cũng đã tìm lại được người anh trai của mình tên là Tanosuke và ông ấy vẫn hiện còn sống sót sau cú rơi từ trên cao. Ngay lúc này đây, thanh kiếm nguyền rủa đang cố điều khiển Dororo đi theo nó. Dù đã hết sức kháng cự nhưng mà nó vẫn thao túng được cậu tiến thẳng vào thị trấn. Hikamaru quan sát toàn bộ việc đó và ra tay chặn đường thanh kiếm. Trước đó khi ở trong quân đội, tên lãnh chúa tàn ác đã buộc cho Tanosuke giết chết những người dân vô tội đã xây lâu đài cho hắn. nhưng anh đã không thể ra tay. Tên lệnh chú ép buộc anh phải tự sát nếu kháng lệnh của hắn. Khi bị ép đến đường cùng, Tanosuke đã giết chết rất nhiều người. Thanh kiếm trong truyền thuyết được đồn đại rằng khi mà được uống càng nhiều máu nó sẽ càng sắc bén. Tanosuke đặt tên cho thanh kiếm ấy chính là Nihiru. Lúc này đây, thanh kiếm đã có lại sức mạnh khiến nó càng thêm khát máu. Chúa công và các binh lính cũng trở thành bữa tiệc máu cho thanh nguyên kiếm Nihiru. Ngay tại hiện tại, dù Ozushi đã cố ngăn cản nhưng mà Tanosuke vẫn quyết định tìm lại thanh kiếm. Dororo cũng đã được Hikimaru giải thoát ra khỏi thanh kiếm, cậu bé đã ngất đi ngay sau đó. Tanosuke đã tìm lại được thanh nguyên kiếm Nihiru của mình. Anh chàng mặt gỗ buộc phải chống trả quyết liệt trước cái đòn tấn công nguy hiểm của anh ta. Ozushi cũng đã chạy đến đó chứng kiến Hikimaru ra tay tiêu diệt người anh trai của mình. Thanh nguyên kiếm đã bị gãy đôi. Anh chàng mặt gỗ đã có lại được đôi tay của mình sau khi tiêu diệt tên quỷ trú ngụ trong thanh kiếm. Tiếng mưa rơi hòa lẫn với tiếng khóc thương của Ozushi chính là những âm thanh đầu tiên mà Hikimaru cảm nhận được. Thêm một bức tượng ở địa ngục đường bị vỡ ra. Lãnh chúa Daigo đã cho người tìm tung tích của bà mụ năm xưa và đứa con đầu lòng của mình nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Tập 5. Hiện tại Hikimaru vẫn chưa thể làm quen với những âm thanh xung quanh, chúng xuất hiện liên tục khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Dororo đã giúp cho anh ấy bằng cách dùng vải che đôi tai lại. Đột nhiên một tên ác quỷ từ đâu xuất hiện và lao đến tấn công. Những âm thanh ồn ào xuất hiện khiến cho cảm nhận của anh chàng mặt gỗ bị yếu đi. Con quỷ to lớn tấn công khiến cậu bị thương nghiêm trọng. Ngay lúc nguy hiểm cận kề thì vị hòa thượng Biwamaru xuất hiện tung đòn tiêu diệt con quỷ to xác trong nháy mắt. Sáng hôm sau, Hikimaru nghe được một giọng hát nên đã đi theo âm thanh dễ chịu ấy. Giọng hát đó là từ một cô gái bên suối. Không do dự cậu liền ngất vào vòng tay của cô ấy. Thấy gái đẹp là cái xỉu của con nhà anh ta vậy trời. Cô gái tốt bụng này tên là Mio đã đưa cả ba người về nhà chăm sóc. Cô ấy hiện cũng đang chăm sóc rất nhiều trẻ mồ côi có hoàn cảnh đau thương do chiến tranh gây ra. Dororo được biết là Mio phải ngủ vào ban ngày vì tối đến cô phải phục vụ mua vui cho các binh lính trong quân đội Sakai. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ để đổi lại tiền và thức ăn cho mọi người. Ngay lúc này đây, đội quân của lãnh chúa Daigo đang chuẩn bị đối đầu với quân đội Sakai. Tình hình trở nên khó khăn hơn khi mà lương thực bị thiếu hụt nghiêm trọng do trời đổ mưa. Các vụ sạt lở cũng diễn ra thường xuyên khiến cho Daigo lo lắng. Ông Biwamaru trong lúc đi dò đường để vòng qua khu chiến sự đã cảm nhận được một con ác quỷ gần đó có màu đỏ của máu. Lúc này anh chàng mặt gỗ cũng đã tỉnh lại ngồi chờ đợi trước cửa. Khi mà Mio quay trở lại, cô ấy thấy cậu đang nhìn chăm chăm về phía mình. Dororo đã giải thích rằng mà Hikimaru có thể thấy được màu của linh hồn sinh vật sống dù bản thân bị mù. Điều này làm cho Mio lo lắng khi thân thể cô đã bị váy bẩn. Anh chàng mặt gỗ đưa ngón tay vào miệng của Mio và cố gắng nhép miệng. Dororo nhận biết ngay đại ca của mình muốn nghe cô nàng Mio hát. Cô ấy liền cất lên tiếng hát khiến cho Hikimaru say đắm đêm mê quên lối về. Lão hòa thượng đã quay trở về sau chuyến thăm dò và cho rằng có một vùng đất an toàn cho tất cả mọi người khi chiến sự nổ ra, nhưng hiện tại nơi đó hiện đang bị một ác quỷ chiếm hữu. Hikimaru sau khi nghe xong liền xách đồ chơi của mình đi tìm tên quái vật. Biwamaru lo lắng cho vết thương của anh chàng mặt gỗ chưa hồi phục nên đã đi theo hỗ trợ cho cậu ấy. Mio nói rằng hiện tại từ tối hôm qua cô gái đã phục vụ cho hai bên quân đội để kiếm thật nhiều tiền trước khi đến vùng đất mới. Số tiền cô kiếm được sẽ dùng mua lương thực cho mọi người. Hikimaru hiện tại đang bị thương nhưng mà anh vẫn lao xuống nhằm tiêu diệt tên quái vật. Biwamaru cũng đã hỗ trợ cậu ấy tung nhát kiếm thẳng vào đầu của con quỷ nhưng mà sát thương là chưa đủ. Ngay lập tức tên quỷ đã cắn đứt chân của Hikimaru. Cảm thấy nguy hiểm vì hòa thượng đã kịp thời cứu cậu khỏi con quỷ, nó cũng đã lẩn trốn ngay sau đó. Lần đầu tiên ông Biwamaru nghe thấy được tiếng la hét phát ra từ miệng của Hikimaru. Giọng nói của cậu ấy đã quay trở lại nhưng mà chân thì đã bị tên ác quỷ nuốt mất. Tập 6. Mio cũng đã quay trở về với nhiều vết thương trên người sau một đêm làm việc cực khổ. Nhưng khi biết Hikimaru bị thương nghiêm trọng, cô đã bỏ qua giấc ngủ của mình để chăm sóc cho cậu ấy. Cô nàng đã hát cho anh chàng mặt gỗ nghe khi cậu tỉnh lại. Hikimaru đưa tay chạm lên mặt của cô ấy. Tuy chỉ là một đôi tay giả nhưng mà đối với Mio đó là đôi tay ấm áp nhất cô từng cảm nhận được. Ông Biwamaru định sẽ rời khỏi đó để tìm tên ác quỷ nhưng mà ông biết rằng chắc chắn Hikimaru sẽ tìm đến tiêu diệt nó để lấy lại thân thể của mình. Anh chàng mặt gỗ cũng đã làm lại cho bản thân một chiếc chân giả. Cậu cũng rèn luyện kiếm thuật trước khi tìm tên ác quỷ để tái đấu lại một lần nữa. Đêm hôm đó, Hikimaru đã tìm đến hang ổ của nó. Lần này thanh kiếm sắc nhọn được cậu ấy gắn vào chân của mình. Như lần trước, tên ác quỷ cắn mất đi một chiếc chân giả, từ bên trong chiếc chân lộ ra một thanh kiếm. Anh chàng mặt gỗ bay người lên tung nhát chém kết liễu nó. Hikimaru sau khi tiêu diệt được tên quái vật đã lấy lại được chiếc chân của mình. Nhưng khi nhìn về hướng ngôi chùa hoang nơi mà Mio sinh sống, cậu thấy nơi ấy đang bốc cháy dữ dội. Khi về đến nơi, Dororo tá hỏa khi thấy mọi người đã bị đôi chân của Daigo giết sạch. Do tên chỉ huy đã trông thấy cô nàng ngoài phục vụ cho phe của mình còn lén lút phục vụ cho phe khác, nghi ngờ cô là gián điệp hắn đã ra tay giết tất cả mọi người. Tên chỉ huy định ra tay giết chết Dororo thì Hikimaru đã chém rớt cánh tay của hắn. Khi cậu nghe giọng hát của Mio, điều này làm cho Hikimaru phát điên lên. Cô đã ra tay giết chết tất cả những tên lính cướp đi mạng sống của cô nàng mình yêu quý. Linh hồn của anh chàng mặt gỗ gần như bị quỷ hóa hoàn toàn thì Dororo đã lao đến ngăn cản đại ca của mình lại. Cậu bé đưa ra những hạt lúa vàng do Mio cướp được từ tay của những tên samurai. Ước mơ của cô nàng là được nhìn thấy một cánh đồng lúa bát ngát vô tận. Hikamaru nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy lên. Chớ treo tay từ đầu tiên mà cậu nói khi lấy lại được giọng của mình lại chính là cái tên của cô Mio, cô gái mà bản thân yêu quý. Sau khi chôn cất cho tất cả mọi người, cả hai tiếp tục lên đường tìm và tiêu diệt ác quỷ. Tập 7. Dororo lúc này tỏ ra nghi ngờ về ngọn lửa quỷ dữ trong người của Hikamaru thì từ đâu một tên quỷ nhện trên cây xuất hiện. Anh chàng mặt gỗ vung kiếm từ hai cánh tay lao đến giải thoát cho người đàn ông. Tên quỷ nhện đã bắn tơ để khống chế Hikamaru và chạy mất. Dororo giải thoát cho đại ca của mình và phát hiện ra có một ngôi làng ở gần đó. Ngôi làng đang được canh gác nghiêm ngặt. Tên lính nói gần đây có kẻ bắt cóc dân làng vào mỗi đêm. Dororo được phát thêm một tấm bản thông hành để có thể vào trong ngôi làng. Còn tên quỷ nhện thì bị thương nghiêm trọng sau lần đối đầu với Hikamaru. Sáng hôm sau, chàng trai tên là Yajiro đã cứu giúp cho một cô gái. Cô ấy là do yêu tinh nhện hóa thành. Nó dự định sẽ hút sinh lực của anh khi mà thời cơ đến. Biết rằng cô ấy không có tên nên anh đã đặt cho cô ấy cái tên là Ohagi. Cái tên này được anh nghĩ đến khi tìm thấy cô nằm bên cạnh những bông hoa Hagi. Anh ấy đã chiêu đãi cô một bữa ăn ngon lành dù cho bụng mình đang rất đói. Tối đến thì thời cơ đã chín mùi. Ohagi dự định sẽ hút sinh lực của anh nhưng mà khi nghe đến tiếng bụng của anh chàng đang réo lên vì đói thì cô đã do dự. Dù là ác quỷ nhưng mà cô thấy rằng Yajiro khác hẳn với những gã đàn ông mà cô đã từng gặp. Thế nên là cô đã cùng chịu đói với Yajiro. Cô nàng yêu tinh nhện này cũng đã nhận ra bản thân đã nảy sinh tình cảm với chàng trai tốt bụng này. Hôm sau, Yajiro trông thấy sắc mặt của Ohagi ngày càng yếu đi. Anh quyết định đưa cô ấy ra khỏi thị trấn bằng mật đạo bí mật. Trên đường đi, anh chàng đã chạm mặt với Hikamaru. Dororo phát hiện ra Ohagi chính là yêu nhện trong rừng hôm trước. Nhưng bất ngờ thay, Yajiro đã đứng ra bảo vệ cho cô ấy. Anh thừa nhận bản thân chính là tên bắt cóc. Vì ngôi làng này nằm dưới quyền của lãnh chúa, hắn bắt người dân phải làm việc bán mạng. Vì vậy, vào mỗi đêm anh cứu và đưa một người trốn ra khỏi ngôi làng này. Những tên lính canh đột nhiên xuất hiện, chúng lao đến bắt Yajiro vì anh đã khiến cho lượng lớn nhân công của lãnh chúa thất thoát. Những tin đồn về kẻ bắt cóc đều là giả nhằm tìm ra người đứng sau. Chúng xông đến nhưng mà Ohagi đã tấn công và hút sinh lực của hai tên lính ấy. Hikamaru do cảm nhận được màu linh hồn của ác quỷ hóa đỏ nên đã rút kiếm lao đến. Ngay lập tức cậu bị tơ nhện của Ohagi khóa chặt. Yajiro nhanh chóng đưa cô nàng yêu tình tẩu thoát khỏi đó. Sau khi vượt qua vách núi, anh chàng đã biết rằng Ohagi chưa từng làm hại người nào cả. Cô luôn giữ mạng sống của con người để cho lần hút sinh lực tiếp theo. Đến mật đạo, cô nàng yêu nhện yêu cầu anh ấy đi cùng cô. Yajiro đồng ý vì khi ở lại ngôi làng quân lính cũng sẽ giết chết anh. Nhưng vừa dứt câu thì những mũi tên đã đâm xuyên người Yajiro. Điều này làm cho Ohagi phát điên trở lên và thành một con quỷ nhện to lớn. Cô ấy muốn hút cạn sinh lực những tên lính đã giết chết người yêu của mình thì Hikamaru đã kịp thời lao đến giải thoát. Tiếp đó cậu tung ra những nhát chém lấy đi những chiếc chân nhện của Ohagi. Anh chàng mặt gỗ cũng bị thương khi giao chiến với yêu nhện. Yajiro tỉnh lại, anh ấy cầu xin Hikamaru đừng giết cô ấy vì trước giờ Ohagi chưa từng làm hại ai cả. Yêu nhện vì có tình cảm với anh chàng nên đã đưa anh ấy tìm đại phu để chữa trị. Anh chàng mặt gỗ nhận thấy ngọn lửa linh hồn của Ohagi đã chuyển sang màu trắng nên đã tha cho cô ấy. Hôm sau cả hai tiếp tục lên đường. Dororo tha chết cho một con nhện khiến cho Hikamaru nở một nụ cười đầu tiên. Mà cái này là cười chăm chọc đó chứ không có vui vẻ gì đâu nha. Tập 8. Trên đường đi, Dororo đã phát hiện ra một nhóm người đang mang cô dâu trên kiệu, nhưng lạ thay trong đám cưới mà vẻ mặt mọi người buồn bã như là đang đưa tang. Một cậu nhóc đội lông sói tên là Saru đã lao đến bắn cung về phía đoàn người. Dororo hốt hoảng ngăn lại, được biết đó chính là chị gái của cậu nhóc và hiện họ đang tổ chức lễ cưới cho cô ấy cùng với một con quỷ. Sau khi nghe Dororo nói họ chính là những người tiêu diệt ác quỷ thì Saru đã giải thích tất cả cho cả hai nghe. Hiện tại ngôi làng của cậu đang bị một đám mây đen bao phủ, người dân gọi nó chính là Nokosaragumo, một loại ác quỷ ăn thịt người. Từ xa xưa mỗi khi nó xuất hiện người dân sẽ hiến tế một cô dâu cho nó để tránh việc cả làng bị ăn thịt. Dororo liền chốt kèo vì tin chắc Hikamaru sẽ tiêu diệt nó. Công nhận mày khôn ghê thằng nhỏ này. Hai người đã thành công cứu được chị gái của cậu nhóc nhưng mà ngay lập tức tên quỷ đã xuất hiện. Hai người canh gác cũng đã bị nó giết hại. Do đám mây là bộ phận của con quỷ nên là Hikamaru không thể phán đoán được hướng di chuyển của nó. Ngay lúc đó tên rết quỷ với hình hài thật sự lao đến tấn công Saru nhưng mà chị gái của cậu nhóc đã dùng thân mình để che chắn. Một tia nước bắn lên làm lộ ánh mặt trời, tên quỷ nhanh chóng lẫn trốn đi ngay sau đó. Dororo vẫn quyết tâm tiêu diệt nó nhưng mà Hikamaru không thể chiến đấu bên trong đám mây. Cậu cũng biết được điểm yếu của tên quỷ là ánh mặt trời. Cậu nhóc Saru nghĩ ra một kế hoạch để tiêu diệt tên quỷ. Hôm sau Dororo đã mặc lên người một chiếc áo hiến tế nhằm dụ tên quỷ đuổi theo cậu. Khi nó vào vùng dễ cháy thì Saru đã đứng gần đó bắn một mũi tên lửa khiến hắn bị cháy dữ dội. Nhưng tất cả điều đó vẫn chưa thể tiêu diệt tên rết to lớn này. Hikamaru đã đứng bên phía kia ném đá vào con quỷ. Sau đó cậu liên tục bắn những mũi tên nhằm định vị âm thanh chạm vào người của nó. Anh chàng mặt gỗ tung ra một nhát chém chuẩn xác khiến nó gục đi trong giây lát. nhưng mà sát thương là không đủ để tiêu diệt tên rết quỷ. Totoro nhận ra có thể dùng âm thanh để xác định vị trí cho đại ca của mình nên đã liều mình cột dây vào đầu của nó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hikamaru đã thành công xác định được vị trí con mắt của tên rết quỷ và tung nhát chém chí mạng. Vì lao ra khỏi đám mây nên là tên quỷ bị ánh mặt trời thiêu đốt. Chiếc đầu còn lại dưới đuôi của rết quỷ đã lao đến nuốt trọn Hikamaru. Tương tự bên trong bụng của con quỷ với thanh kiếm sắc bén, cậu đã cắt đôi nó ra một cách dễ dàng. Tên rết quỷ Noko Sagerumo đã bị tiêu diệt và tan biến trong không trung. Anh chàng mặt gỗ cùng với Dororo rơi xuống nước nên là vẫn an toàn. Chiếc mũi của Hikamaru đã quay trở lại với cậu ấy. Chị gái của Soro cũng đã được cứu. Trước khi rời đi, cô ấy đã tặng cho hai người họ một bông hoa thơm ngát. Hikamaru cứ hít để bông hoa ấy trên đường đi. Anh chàng mặt gỗ nở miệng gọi tên Dororo khiến cậu bé vui mừng. Tập 9. Từ khi ngửi được mùi hương của cuộc sống, Hikamaru gặp hoa ở đâu là phải hửi cho bằng được. Dororo bỗng dưng đổ bệnh ngất đi. Anh chàng mặt gỗ vác cậu bé trên vai tìm người cầu cứu, nhưng mà anh chỉ nói được một số từ khiến cho người dân không biết rằng cậu bé đã đổ bệnh. May mắn thay, một nữ tu đã cứu cậu bé đem về chăm sóc. Khi tỉnh lại, Dororo đã hoảng hốt khi nghĩ rằng Hikamaru đã bỏ rơi cậu, nhưng anh chàng mặt gỗ chỉ đi tìm nước cho cậu uống mà thôi. Khi nhìn vào bông hoa bỉ ngạn đỏ khiến cậu nhớ đến cha mẹ của mình. Trước đây, cha của Dororo là lão đại của một nhóm thảo khấu. Cậu thường xuyên chứng kiến những trận chiến đẫm máu diễn ra khi còn rất nhỏ. Ở thời đại ấy, thảo khấu hoành hành ở khắp nơi, nỗi sợ mà chúng gieo rắc khiến cho những kẻ yếu đuối khiếp sợ. Băng đảng Hibukuro, cha của Dororo, chỉ tập hợp nông phu và chỉ tấn công nhằm vào các samurai. Họ là một băng thảo khấu hiếm có không làm chuyện ác. Itachi đã khuyên cha của Dororo hãy đầu quân cho lãnh chúa để kiếm một vị trí tốt trong quân đội, nhưng điều này khiến cho ông ấy rất tức giận và đấm cho hắn một cái. Sau khi bị đòn từ lão đại, Itachi đã ôm hận trong lòng. Một hôm, ông đã lừa quân đội của Hibukuro vào trong lòng để tiêu diệt sạch. Itachi đã trả thù cha của Dororo một cách tàn nhẫn, sau đó thả họ đi. Những tên samurai dưới trướng lãnh chúa đã cậy quyền chiến sự ra tay đốt phá thôn làng, dọn đường hành quân. Một tên trong số chúng nhận ra Hibukuro từng là thảo khấu giết hại gia đình hắn nên đã lao đến tấn công ông ấy. Bằng sức lực của mình, ông đã tiêu diệt sạch quân lính và hy sinh bản thân. Từ khi cha cậu mất đi, cả hai mẹ con Dororo sống bằng màn trời chiếu đất. Trong một lần, cậu đói bụng, mẹ cậu đã làm liều. Khi đến buổi phát lương thực của samurai, do không có chén đựng nên là cô ấy đã đưa tay mình ra để đựng một chút cháo nóng cho con của mình. Dororo đã ăn được một bữa ngon lành, nhưng mà do vết thương đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng, mẹ cậu đã ra đi mãi mãi trên cánh đồng hoa biển ngạn đỏ. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô ấy dặn dò đứa con bé nhỏ dù thế nào đi nữa vẫn không được bỏ cuộc, hãy kiên cường mà sống tiếp nhé. Tập 10. Diogo đang rất lo lắng khi mà hạn hán đã kéo dài suốt 2 tháng qua khiến cho cây trồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tohomaru tò mò về chuyện bí mật của cha mình, cậu đã sai hai thuộc hạ thân cận điều tra về mọi thứ. Diogo lúc này nhận ra đứa con trai đầu lòng của mình vẫn chưa chết. Hiện tại các tượng quỷ thần trong địa ngục đường đã bị vỡ ra, tượng trưng cho giao kèo bị hủy bỏ. Ngay lúc này đây, Hikamaru thì vẫn đang đi tìm quái vật để tiêu diệt. Cậu ấy cùng Dororo dự định sẽ đi vào địa phận của lãnh chúa Diogo, nơi mà cậu bé nói rằng ở đó có một loại bánh màng thầu rất ngon. Hai người thuộc hạ thân cận của Tohomaru đã bắt được người biết được về bí mật của cha mình. Anh ấy đã bị bỏ thuốc để có thể nói ra hết sự thật về đứa bé và bà mụ năm xưa. Nhưng khi Tohomaru hỏi kỹ hơn thì anh ta đã tự cắn lưỡi. Cuộc tra khảo không thể tiến xa hơn nữa. Cậu đã đến trước mặt cha mình để chất vấn về đứa trẻ 16 năm trước, nhưng khi thấy sắc mặt của Diogo nổi giận, Tohomaru không thể hỏi gì thêm. Khi Tohomaru cùng hai thuộc hạ đi ra ngoài, đã nghe người dân trong thôn nói về một loài quái vật ở giữa hồ. Cậu cùng những binh lính đã ngay lập tức chèo thuyền ra đó khảo sát nhằm tiêu diệt quái vật. Tên quái vật xuất hiện tạo ra một xoáy nước hút các con thuyền vào miệng của nó. Nhưng Tohomaru đã chuẩn bị từ trước, các sợi dây thần đã được buộc chặt vào thân cây giúp mọi người an toàn. Hình dáng một con cua quỷ to lớn xuất hiện khiến cho mọi người hoảng hốt. Tohomaru tung kiếm lao đến chém rớt một chiếc càng bên trái của nó. Tên quái vật lặn xuống mặt hồ tấn công từ phía dưới lên phá hỏng con thuyền. Tohomaru không còn cách nào khác đành phải rút lui vào bờ. Khi đang đứng trên đồi, cậu ta phát hiện ra kế hoạch để tác chiến với con cua quỷ một cách an toàn. Mọi người bắt tay vào hỗ trợ xây nên một con đập to lớn. Con thuyền đã dụ tên cua quỷ đi vào bên trong cái đập và bị nhốt theo đúng kế hoạch. Người dân cắt dây mở cửa đập khiến nước rút bị cạn. Tohomaru cùng hai người thuộc hạ thân cận lao đến tấn công, nhát chém của cậu đã thành công lấy đi chân của nó. Người dân bắt đầu cổ vũ cho họ. Ngay khi cậu định tung đòn quyết định thì tên cua quỷ đã ném một cục đá về phía cửa đập khiến cho nước tràn vào. Một thuộc hạ của Tohomaru cứu những người dân và rơi vào tình thế nguy hiểm. Từ trên bờ, bất ngờ Hikamaru lao đến tung một nhát chém chí mạng kết liễu con cua quỷ to xác này. Tập 11. Tohomaru đang đối diện với Hikamaru, người anh trai của cậu ấy ngay trước mắt, nhưng mà hiện tại họ vẫn chưa nhận ra nhau. Dororo nhanh chóng đòi tiền thù lao khi tiêu diệt được con cua quái vật và nhận được một khoản tiền hậu hĩnh. Kiếm được tiền sau phi vụ thành công, Dororo đã được thưởng thức màn thầu ngon lành, cùng với đó đưa cho đại ca của mình đi xem kịch. Thấy tốt cái chưa, dắt người mù đi xem kịch, nấy nó tốt chứ chưa mọi người ơi. Lão hòa thượng mù Biwamaru cũng đã đú chen bắt chước anh chàng mặt gỗ mà đi xem kịch. tôi lạy mấy cha luôn á. Cả ba người đã có duyên gặp lại vì hòa thượng nhận ra ngọn lửa linh hồn của Hikomaru đang dần hóa đỏ. Điều này chứng minh rằng cậu ấy đã giết người. Hai thuộc hạ thân cận của Tahomaru đã bẩm báo với lãnh chúa Diogo về đứa con trai đầu lòng tiêu diệt tên quái vật bằng một nhát chém. Điều này khiến cho Nunokata bật khóc khi biết được đứa con của mình vẫn còn sống. Hikomaru cùng Dororo đi đến một bức tường gỗ to lớn tại ranh giới của Asakura. Nó được người dân gọi bằng cái tên là Panmo. Tại đây cậu cảm nhận thấy được sức mạnh to lớn của một quỷ thần. Đột nhiên cậu bé đi đến ngăn cản họ tiến qua biên giới vì những lính gác sẽ giết chết họ ngay lập tức. Cậu bé tên là Sukeroku. Khi mà biết hai người đến đây để tiêu diệt con quỷ Panmon, cậu bé rất vui mừng, cậu đãi họ một bữa ngon lành. Lãnh chúa Diogo rất tức giận khi biết tin Hikomaru đang cố phá hoại hiệp ước của ông ấy với thập nhị quỷ. Dù vợ của ông ấy đã đứng ra ngăn cản nhưng mà vẫn không khiến vị lãnh chúa thay đổi mục tiêu của mình, chính là giết bằng được đứa con trai đầu lòng. Tối đó, Hikomaru cũng đã thấy được sự xuất hiện của Panmo, một hỏa linh hồ ly. Chưa dừng lại ở đó, chúng lần lượt xuất hiện ra rất nhiều khiến cho anh chàng mặt gỗ phải chống trả quyết liệt. Dù đã tiêu diệt rất nhiều nhưng mà những linh hồ khác vẫn xuất hiện khiến cho tình thế càng thêm nguy hiểm. Hikomaru đã sử dụng đến thanh kiếm thứ hai để chống trả nhưng mà cậu vẫn bị thương sau đòn tấn công của chúng. Dororo hỗ trợ đại ca của mình bằng cách ném đá vào các linh hồ. Sukeroku đã tận dụng cơ hội này chạy qua biên giới nơi mà ngôi làng của cậu ấy trú ngụ. Dororo nhận thấy liền đuổi theo để Hikomaru ở lại chiến đấu với tên quỷ thần. Các linh hồ đã hợp thể lại tạo thành một hỏa linh hồ ly chín đuôi tấn công và áp đảo cậu ấy. Anh chàng mặt gỗ lật ngược thế cờ khi hất văng nó ra. Các mũi tên được quân lính bắn đến để hỗ trợ khiến cho con hồ ly bỏ chạy. Đội quân của lãnh chúa Diogo xuất hiện và bao vây cậu ấy. Tập 12. Hikomaru không thể biết được chính xác ngọn lửa linh hồn của Diogo là thế nào. Cậu lao đến bên cạnh, điều này làm cho ông ấy nhớ đến đứa trẻ chơi sương 16 năm trước. Ông cho rằng đứa trẻ ác quỷ này không nên sống sót và ra lệnh tiêu diệt đứa con trai đầu lòng ngay lập tức. Bằng khả năng của mình, cậu nhanh chóng thoát khỏi đó dễ dàng. Còn hai thằng nhỏ kia thì đã bị quân lính bắt giam tại một nhà lao. Tại đó cậu bé thấy được ấn của nhà Diogo và nghĩ ngay đến Hikomaru cũng có một cái tương tự. Cậu thấy được một lối thoát ở phía trên. Sukeroku đã yểm trợ cho Dororo thoát ra khỏi đó. Tahomaru đã biết được mọi chuyện về anh trai mình và cãi nhau với cha mình một trận. Cậu được cha chỉ hướng đến địa ngục đường để phá vỡ giao kèo với thập nhị quỷ cứu anh trai, nhưng đổi lại người dân lãnh địa này sẽ phải chết. Tahomaru đã tìm đến đền thờ quỷ dữ. Tại đó một cơn gió mạnh đã khiến cho cả ba bị đẩy ra bên ngoài. Cậu nghĩ rằng không thể cứu anh trai mình mà đẩy người dân vô tội vào chỗ chết được. Phía bên, đội quân của Asakura đã giết chết những tù nhân ngay tại bức tường gỗ Panmo. Sukeroku đã may mắn thoát chết, cả hai quân đội bắt đầu lao vào chiến đấu với nhau. Hikomaru đuổi theo quỷ thần Panmo đến trận chiến, tận mắt chứng kiến quỷ thần khiến cho đội quân của Asakura tháo chạy. Tên chỉ huy đã giết chết Mio trước đó cũng đã xuất hiện ở đó. Nhìn thấy hắn, Hikomaru liền mất kiểm soát nhưng mà Dororo đã kịp thời lao ra ngăn cản trước khi cậu ấy lại giết người. Tahomaru đã có mặt và cho rằng việc hy sinh của anh trai để đổi lại sự phồn thịnh cho dân tộc là một điều nên làm. Cậu ấy đã quyết bảo vệ sự bình yên của nhân dân, cho rằng chính anh trai của cậu mới là quỷ dữ. Một trận chiến giữa hai anh em họ nổ ra. Trong lúc Hikomaru đang chiến đấu thì Dororo đã đi ra phía sau cởi trói cho Sukeroku, nhưng quỷ thần đã quay trở lại khiến tình thế vô cùng nguy hiểm. Anh chàng mặt gỗ nghe thấy tiếng gọi của đàn em liền lao ra phía sau cứu cho hai cậu bé. Hiện con linh hồ đã bị bức tường gỗ hút vào bên trong. Nunokata tức tốc chạy đến, bà ấy cầu xin được sự tha lỗi từ đứa con trai đầu lòng của mình khi đã không thể bảo vệ cho cậu ấy. Ngay sau đó, người mẹ này đã rút ra một con dao từ trong người tự đâm vào bản thân để hiến mình cho quỷ dữ. Bức tường gỗ Panmon đổ sập xuống khiến cho mọi người tháo chạy. Một bức tượng thập nhị quỷ hồi phục lại khi mà Nunokata hiến tế bản thân mình. Và video lần này cũng đã quá dài rồi, hẹn gặp mọi người ở video lần sau nhé. Những diễn biến tiếp theo sẽ có ở video lần sau. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn sớm nhất. Bye bye. Hey, để nhận thông báo video mới của tụi mình nhanh nhất, các bạn hãy ủng hộ bọn mình bằng cách trên điện thoại nhấn subscribe, nhấn vào cái chuông bên cạnh chọn tất cả. Trên máy tính cũng nhấn subscribe, chọn cái chuông và chọn tất cả. Thế là xong. Vậy là các bạn sẽ nhận được thông báo khi tụi mình đăng video mới. Xin cảm ơn mọi người.